Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa quyết định chi gần 8.000 tỷ đồng để bố trí lại dân cư, ổn định cuộc sống cho hơn 6.000 hộ dân. Việc di rời tái định cư bắt đầu được thực hiện từ cuối năm nay. Theo đó, số tiền gần 8.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bố trí di rời và ổn định cuộc sống cho 6.250 hộ dân thuộc 16 huyện của tỉnh Quảng Nam. Trong vòng 3 năm từ năm 2013 cho đến năm 2015, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh sẽ tiến hành xây dựng 32 khu tái định cư được đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các hộ dân. Đối tượng được hỗ trợ là những hộ hiện đang ở những vùng bị thiên tai uy hiếp và có nguy cơ sạt lở bờ sông, lở núi, lũ ống, lũ quét, vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất và thiếu nước sinh hoạt, hộ phân tán nhỏ lẻ sống trên sông nước. Ngoài được tái định cư thì những hộ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất bằng nguồn vốn ưu đãi. Hiện nay Quảng Nam là một trong những tỉnh hay xảy ra động đất nhất trong cả nước. Một phần nguyên nhân dẫn tới các vụ động đất là do hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều các nhà máy thủy điện hoạt động. Trước đó, trong năm 2012, tỉnh Quảng Nam đã phải mời đoàn khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập đề tài nghiên cứu khoa học động đất liên quan đến sạt lở đất, an toàn hồ đập thủy điện sông Chanh 2 vào công trình cấp thiết nhất của tỉnh.